Kim Vũ xin kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin. Ba thanh thiếu niên người Việt sử dụng hộ chiếu Đức phi pháp bị bắt giữ ở Philippines. Ngày 2 tháng 8, VOA tiếng Việt loan tin, Philippines bắt giữ ba thanh thiếu niên Việt Nam sử dụng hộ chiếu Đức phi pháp. VOA dẫn hai trang tin của Philippines là Philstar và GMA News Online. Theo đó, cục xuất nhập cảnh Philippines thông báo ngày 1 tháng 8 rằng ba thanh thiếu niên Việt Nam đã bị bắt giữ khi họ sử dụng hộ chiếu Đức bị cho là giấy tờ bất hợp pháp và liên quan đến một kế hoạch đưa người đi lậu qua các nước. VOA cho biết, theo Cục Xuất nhập cảnh Philippines, trong ba người này, hai thiếu nữ 15 và 17 tuổi đã bị từ chối nhập cảnh về xuất trình hộ chiếu Đức mà chủ nhân có đặc điểm khuôn mặt tương tự, nhưng sau đó được xác định là hộ chiếu đã bị ăn cắp. Hai thiếu nữ hạ cánh xuống sân bay quốc tế Ninoy thuộc thủ đô Manila của Philippines sau chuyến bay từ thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 22 tháng 7. Họ thừa nhận rằng hộ chiếu Đức không phải của họ và do những người dàn xếp chuyến đi đưa cho họ. Những người đó đã đảm bảo với họ rằng họ có thể dễ dàng đi lại nếu sử dụng hai cuốn sổ hộ chiếu đó thay vì dùng hộ chiếu Việt Nam của họ. Trang tin Philstar và GMA News Online tường thuật trích dẫn thông tin từ Cục Xuất nhập Cảnh Philippines. Và đây là hình bản tin trên VOA. VOA cũng cho biết bên cạnh vụ việc kể trên, Cục xuất nhập cảnh Philippines đã ngăn chặn một nam thanh niên Việt Nam 17 tuổi xuất cảnh sang Toronto, Canada với một chặng quá cảnh ở thành phố Incheon, Hàn Quốc vào ngày 23 tháng 7. Cục xuất nhập cảnh của Philippines nói rằng, thanh niên này đã sử dụng hộ chiếu Đức để có thể nhập cảnh bất hợp pháp vào Canada. Nam thanh niên nói với cục xuất nhập cảnh Philippines rằng, anh ta mua hộ chiếu đó một cách bất hợp pháp từ một trang web được cho là có cơ sở ở châu Âu chuyên bán các hộ chiếu, giấy tờ thông hành giả. Theo VOA, hai thiếu nữ đã bị đưa vào sổ đen và quay về Việt Nam. Cục xuất nhập cảnh Philippines nói rằng nam thanh niên đang bị Bộ phúc lợi và phát triển xã hội tạm giữ trong khi làm các thủ tục trục xuất. Vẫn theo trang tin của Philstar và GMA News Online, VOA dẫn lời người phụ trách cục là Norman cho rằng những vụ việc nêu trên có thể là một trường hợp đưa các trẻ vị thành niên đi lậu để nhập cảnh trái phép vào các quốc gia khác. Ông nói thêm trong các bản tin của Philstar và GMA News Online rằng đây dường như là một cách thức nữa mà những di dân bất hợp pháp sử dụng để có thể kiếm được việc làm ở nước ngoài. Và đây là hình sân bay quốc tế Ninoy Aquino của Philippines. Một bản tin khác của VOA ngày 10 tháng 7 cho hay gần đây đã xảy ra một số vụ người Việt gây rắc rối ở vùng thủ đô Manila của Philippines bị đưa tin rộng rãi. Theo đó, các trang tin tiếng Anh của Philippines ngày 3 tháng 7 viết rằng một phụ nữ có tên Ban Thị Vân, 19 tuổi, đã gây rối khi làm thủ tục xuất cảnh tại sân bay quốc tế Ninoi gần Manila. Cô này sau đó bị tạm giữ và bị trục xuất. Các trang tin viết rằng không rõ cô này có bệnh về thần kinh hay không. Trước đó, báo chí Philippines cho hay ngày 13 tháng 6, một phụ nữ Việt có tên là Thùy Trang Nguyễn đã tự cởi hết quần áo và đi lại trong trạng thái trần trụi tại sảnh đi của sân bay Ninoi sau khi bị nhân viên xuất nhập cảnh Philippines phạt vì quá hạn visa. Theo báo chí Việt Nam, vụ việc này xảy ra ngày 8 tháng 6, khi cô Thùy Trang Nguyễn, 34 tuổi, làm thủ tục để bay về thành phố Hồ Chí Minh. Tức giận do bị phạt visa quá hạn, cô đã vào nhà vệ sinh sân bay, rồi cởi hết quần áo và đi qua cổng an ninh có máy quét, khiến các nhân viên của sân bay Ninoi bối rối. Các nhân viên bảo vệ đã ngăn cô lại, đưa quần áo, thức ăn và đồ uống cho cô. Sau khi được trấn an, được kiểm tra y tế, cô đã bình tĩnh và mặc lại áo quần. Cô đã rời đi sau khi thanh toán phí lưu trú quá hạn. Quý vị và các bạn đang xem chương trình trực tiếp của Kim Vũ với bản tin ba thanh thiếu niên người Việt sử dụng hộ chiếu đất phi pháp bị bắt giữ ở Philippines. Xin mời quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi trên YouTube và Facebook của Thời báo Chấm đề để luôn được cập nhật bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Kim Vũ xin kính chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần tới kim vũ xin kính chào quý vị và các bạn kính mời các bạn xem bản tin trung quốc gửi thông điệp gì đến việt nam thông qua ngoại giao tàn chế ngày 1 tháng 8 afi tiếng việt có bài bình luận của blogger trần hiếu trần với tựa đề tàn chế kiểu trung hoa những động thái đáng lưu tâm tác giả đánh giá việc chủ tịch nước tô lâm sắp thăm chính thức trung quốc càng bộc lộ ý nghĩa sâu xa của tàn chế kiểu trung hoa vào tuần trước và đây là hình bài bình luận trên BBC. Với quốc tang của tổng trọng, báo chí quốc tế ngay từ đầu đã chú ý đến ngoại giao đám tang, nói chữ là ngoại giao tàn chế. Tác giả dẫn lời giải thích của cố ngoại trưởng Nguyễn Cơ Thạch nói rằng, người ta đến chỗ đám tang chủ yếu vì người sống chứ không chỉ vì người đã khuất. Theo đó, Nhà Trắng và Trung Nam Hải cho người đến viếng tổng trọng như giữ quốc tang của một đối tác thân thiện đủ nói lên phần nào các mối tương quan thiết yếu trong ban giao tay ba bất tương xứng Việt Trung Mỹ. Tác giả nhận xét, dù bận rộn tranh cử, nước Mỹ của tổng thống Biden đã tỏ ra khá chu đáo với quốc tang của Đảng Cộng sản Việt Nam. Trong khi Tập Cận Bình và Vương Hộ Ninh tham gia tăng lễ ông trọng, có một số động thái nên được giải mã để hiểu thêm về tầm mức quan hệ đối tác cộng đồng chung vận mệnh giữa Việt Nam và Trung Hoa. Tập Cận Bình dù đang bận rộn sau hội nghị Trung ương 3 nhưng được tin ông trọng vừa mất, hà nội chưa phát tang đã đích thân đến tận đại sứ quán việt nam tại bắc kinh để gặp người, vái ba vái, thắp hương và ngồi vào ghi sổ tang. và đây là hình tập cận bình ghi sổ tang ông trọng tại đại sứ quán việt nam ở bắc kinh. chiều ngày 25 tháng 7, bắc kinh đã cử chủ tịch chính hiệp vương hộ ninh dẫn đầu đoàn chính thức sang viếng tổng trọng. nếu ông tập vái ba vái thì ông vương cúi gặp người kiểu nhật bản trước linh sàng ông trọng Tác giả cho rằng, thể hiện sự quan tâm và mối tương giao thấm thiết giữa hai nước, Đảng Cộng sản Trung Quốc, muốn gửi thông điệp tới Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Tô Lâm rằng, sau ông Trọng, bất cứ ai lên nắm quyền ở Ba Đình nên đi theo đúng quỹ đạo Nguyễn Phú Trọng, thì mọi chuyện sẽ êm xuôi và tốt đẹp. Tác giả nhắc lại, 15 năm trước, Vương Hổ Ninh đã cho xuất bản một cuốn sách về chủ nghĩa mát và sự phát triển của Trung Quốc, trong đó đặt nền móng lý luận cho tầm quan trọng của tập quyền để duy trì ổn định và phát triển ở Trung Quốc. Cả tập lẫn vương đã khuyến cáo ông Trọng đi theo con đường này để từ đó tiêu diệt hết tất cả các đối thủ từ Nguyễn Tấn Dũng, Đinh La Thăng đến Nguyễn Xuân Phúc. Tác giả nhận định, rõ ràng cả tập lẫn vương đã tìm thấy ở ông Trọng một truyền nhân cuồng tính do say mê chủ nghĩa mát một cách bệnh lý. Và đây là hình Vương hộ Ninh tại đám tang tổng trọng. Theo tác giả, việc Vương Hổ Ninh lại cuối gặp người kiểu Nhật Bản, dường như muốn nói với dàn lãnh đạo Ba Đình rằng các vị đừng theo đớm ăn tàn, hãy theo Trung Quốc. Cái gì Nhật Bản cho Việt Nam được thì Trung Quốc cũng có thể đáp ứng. Tác giả dẫn lịch sử từ ngàn năm nay, tang lễ ở Trung Quốc đều phục vụ cho mục đích chính trị. Xưa kia, Khổng Minh kích cho Chu Du tức học máu chết, nhưng khi đến dự tang lễ đã khóc lóc rất thảm thiết do đó đánh lừa được quân Đông Ngô khiến họ chẳng hề nghi ngờ gì về nguyên nhân thực sự dẫn đến cái chết của Chu Du. Ngày nay, Tập và Vương cũng muốn dùng tan chế kiểu Trung Hoa để buộc dàn lãnh đạo mới, dù là Tô Lâm hay Phạm Minh Chính, nhận chiếu chỉ từ Thiên Triều, trung thành với mẫu quốc thì sẽ được yên thần Còn câu chuyện Biển Đông, họ ra tay lúc nào cũng chẳng muộn. Mặc cho Bộ Ngoại giao Việt Nam tranh thủ lúc ông Trọng vừa nằm xuống ngày 18 tháng 7 đã chủ động nộp đệ trình ranh giới thêm lục địa mở rộng ở khu vực giữa Biển Đông lên Liên Hiệp Quốc. Ngay cùng ngày, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc đã lên tiếng cực lực phản đối. Tuy nhiên, lời phản đối này lại không được Trung Quốc đưa ra Liên Hiệp Quốc. Điều ấy nói lên thế yếu của Bắc Kinh trong cuộc đấu tranh về pháp lý trên Biển Đông. Quý vị và các bạn đang xem chương trình trực tiếp của Kim Vũ với bản tin Trung Quốc gửi thông điệp gì đến Việt Nam thông qua ngoại giao tàn chế xin mời quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi trên youtube và facebook của thời báo chấm đề để luôn được cập nhật bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Kim Vũ xin kính chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần tới.